Mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm hướng chuyển động Việt Nam chiến thắng thực sự vẻ vang bằng PowerPoint như thế này nhé. Đầu tiên, để có được ngôi sao và hình cầu có thể xoay 3D ở đây thì chúng ta sẽ vào Insert chọn 3D, tìm từ khóa Star và Circle ở trong này. Chúng ta sẽ có rất nhiều ngôi sao để tạo chuyển động 3D có sẵn trong PowerPoint. Sau khi đã có hai vật thể ở trên slide thì chúng ta sẽ vào Animation và đầu tiên chúng ta sẽ thêm chuyển động zoom. Chúng ta mở bảng quản lý chuyển động. Vật thể sẽ phóng to từ trong ra ngoài như vậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào phần thêm chuyển động và thêm chuyển động là Zamen Turn. Chúng ta sẽ nhấn chuột phải để hai chuyển động chạy cùng lúc với hai chuyển động trước. Đây là chuyển động sẽ giúp vật thể nhảy và xoay như vậy. Và để chuyển động của ngôi sao trở nên mạnh hơn thì mình sẽ chọn chuyển động cuối cùng vào Effect Option và chọn Strong. Lúc này chuyển động của ngôi sao sẽ tuyến tính hơn với cả hình cầu. Và bước mấu chốt để mang lại sự sáng tạo đó là mình sẽ giữ Ctrl kéo ngôi sao ra ngoài để nhân đôi rồi di chuyển trùng với vị trí ban đầu. Và sau đó mình sẽ chọn chuyển động màu vàng vào Effect Option và chọn hướng xoay sang một hướng khác. Lúc này hai ngôi sao sẽ chạy lồng với nhau tạo nên một khối đa đỉnh cực kỳ sáng tạo và ấn tượng. Và đây là kết quả của chúng ta. Mong cả nhà sẽ tham khảo lịch học gần nhất của khóa học PowerPoint Apply đào tạo trực tiếp của NiceSlide tại niceslide.vn/hanoi để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ tools NiceSlide ưu việt kết hợp với tư duy và kỹ năng thiết kế toàn diện trên PowerPoint. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học Apply, mọi người có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại niceslide.com.